trên bé này 1m55 này. Vâng. 1m55 mà trừ đi 1m44 à? 1m44 đấy, vâng. Còn 11 vào nhân với cái hệ hệ số 100. Cái mia kia của mình là đang ấy 100. Càng xa nữa thì sao? Càng xa nữa thì nó lại càng ấy. Thì nó lại cái cứ nhân với 100 trừ trên trừ dưới. Nhân như là nhân 100 như nào? Những cái nếu mà nó anh thử đặt thêm 20 mét nữa xem nào, hoặc 10 mét nữa. Đấy điện thoại trừ luôn em. 92 này. Đấy nó khác hẳn mấy cái vừa rồi ấy. Trên cùng là 124 này. 1240 trừ chỉ dưới này. Là đi 92 này. 920. Wow. Là bằng 32 mét. Đó nhân với 100 là bằng 32 mét. 32 mét bây giờ anh chưa. À đã chưa nhân 100 nó. Vâng, đấy là bằng nhân với hệ số là 100. Nhân bây giờ mới nhân 100. Vâng. Là 32 3200. Đây anh mới nhân 10 thôi nhưng à, nhân 100. Vâng. 32 mét. 32 mét bây giờ anh đếm cái khoang anh 1 khoang này 2. Đúng rồi. Đó. Vâng, chéo ở đây nè. Đây nè, nó tính là từ đây, từ cái tâm này. Từ cái tâm vâng, từ cái tâm này đến kia đấy. Cái hệ số. Chéo. Chính xác đấy. Đó. Cái máy thủy bình này của anh cũng đo được khoảng cách dài như đấy. À đây. Vậy cứ nói chung là cứ đặt cái bắn nó mia cái chỉ trên chỉ dưới. Cứ lấy cái chỉ trên trừ đi chỉ dưới. Vâng. Trong nhân với hệ số 100. 100. Nó ra cái chiều ấy của nó. Nó ra khoảng cách. Xong nó làm anh thử bắn xong anh đo lại xem cho nó chính xác. Vâng. Đấy, bây giờ có thước anh căng ở đây phát là thước mét này được. Cảm ơn chú. Thế còn được rồi, thế cơ bản. Thế quan trọng là khi mà anh xác nhận được cái đường ở đây phát mấy cả anh chỉnh bắt đầu ở đường dưới này đúng không? Vâng, đấy anh định tâm này, cái tâm ở dưới này nó tâm máy rồi xoay cái này nó không ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng. Nó chỉ con đạch chân thì mới ảnh hưởng thôi. Mình xoay này xong mình khống chế ở cái điểm này xong mình khóa máy lại. Vâng. Xong mình lên mình xuống là đó là đường đúng thẳng. Rồi, là đường thẳng. Đấy rồi. Là đấy. Còn rồi. Kẻ 90 độ thì đây nó có cái vâng, nhìn ở trong là cái bản độ đứng. Ừ. Mà khi anh xoay thì cái Ok.